Một nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Human Reproduction cho thấy tỷ lệ sinh đôi trên thế giới đang gia tăng chưa từng thấy. Mỗi năm có khoảng 1,6 triệu cặp song sinh chào đời. Nghiên cứu toàn cầu đầu tiên về việc sinh đôi ở người cho thấy những cặp sinh đôi đang được sinh ra nhiều hơn bao giờ hết. Phần lớn là do việc áp dụng ngày càng nhiều kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khác. Theo nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí Human Reproduction, tỷ lệ sinh đôi toàn cầu đã tăng 1/3 kể từ những năm 1980, với khoảng 1,6 triệu cặp song sinh được sinh ra mỗi năm trên toàn cầu. So với 30 năm trước, trong số 1.000 ca sinh nở thì số ca sinh đôi đã tăng từ 9 ca lên 12 ca. Nhóm nghiên cứu của giáo sư Christian Morden đã phân tích dữ liệu về tỷ lệ sinh đôi tại 165 quốc gia từ năm 2010 đến năm 2015 và tại 112 quốc gia trong giai đoạn năm 1980 đến 1985. Họ nhận thấy tỷ lệ sinh đôi tăng 71% ở Bắc Mỹ và tăng đáng kể ở nhiều nước châu Âu và châu Á. Riêng toàn châu Á đã tăng 32%. Phát hiện chính là chúng ta đang chứng kiến mức độ sinh đôi chưa từng thấy trước đây. Nếu nhìn chung trên toàn thế giới thì chủ yếu là do tỷ lệ sinh đôi ở các nước phát triển giàu có đã tăng lên trong 2, 3, 4 thập kỷ gần đây. Về cơ bản, kể từ khi áp dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, một số cách hỗ trợ sinh sản khác và hoãn sinh, phụ nữ sinh con ở độ tuổi lớn hơn không phụ thuộc vào thụ tinh trong ống nghiệm cũng làm tăng tỷ lệ sinh đôi. Vì vậy, hai xu hướng đó cùng có nghĩa rằng chúng ta đang thấy nhiều cặp song sinh trên thế giới hơn trước đây. Các nhà khoa học tham gia nghiên cứu này cho biết có thể tỷ lệ song sinh đang đạt đỉnh, đặc biệt là ở các khu vực thu nhập cao như châu Âu và Bắc Mỹ, nơi hiện đang chú trọng vào việc cải tiến các phương pháp điều trị sinh sản để giảm số lần sinh con. Giáo sư Morden cũng cho biết thêm, những tiến bộ gần đây trong các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đang khiến việc sinh đôi ít có khả năng xảy ra hơn. Chúng tôi nghĩ rằng tỷ lệ sinh đôi đang ở đỉnh, bởi vì chúng tôi thấy sự gia tăng này là do phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Tỷ lệ này đang chững lại và trong một số trường hợp thực sự đã giảm một chút vì cách điều trị đang hiệu quả hơn. Hiện tại, thụ tinh trong ống nghiệm thành công hơn trước đây khi chỉ có một phôi được chuyển trở lại, nên trong hầu hết các trường hợp sẽ không có hiện tượng sinh đôi. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng tỷ lệ các cặp song sinh cùng trứng hầu như không thay đổi, ổn định ở mức khoảng 4 ca sinh đôi trong tổng số 1.000 ca sinh trên toàn thế giới. Điều này có nghĩa là phần lớn, sự gia tăng tỷ lệ sinh đôi là do số lượng cao các cặp sinh đôi khác trứng. Các kỹ thuật sinh sản có sự hỗ trợ y tế là nguyên nhân chính góp phần gia tăng tỷ lệ sinh đôi. Những phương pháp điều trị sinh sản ban đầu chỉ có sẵn ở các khu vực giàu có, rồi mở rộng ra các nền kinh tế mới nổi ở châu Á và Mỹ Latin trong những năm 1980 và 1990, và những khu vực tương đối giàu có hơn ở Nam Á, Châu Phi sau năm 2000.